Khương mến chào chú Dũng ở thị trấn Hóc Môn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chú có gọi điện đặt ủng hộ con cục sao cạc Icon Uber Pro. Và chú cũng là khách hàng cũ của con, mua nhiều lần và chỉ rất nhiều khách cho con trong nhiều năm qua. Thì hôm nay con sáng mai con đóng hàng đi cho chú, thì con test và con tặng cho chú quà Tết nha. Thứ nhất là con tặng cho chú cặp micro không dây. Bởi vì tặng cho chú nên con phải test luôn cái cục này luôn ha. Về chú găm vào cái, thẳng vào cái cột mic là mình test ha. Và thêm 5 cái chân kẹp điện thoại, ở nhà chú xài một cái thôi, còn nếu mà xài không hết thì cứ tặng bạn bè anh chị em láng giềng nha. Đây là cái cách dương ra cái chân kẹp. Mình xây ngang sẽ đứng vững được nha chú nha. Xây ngang sẽ đứng vững được hết. Rồi mình có thể vươn cao lên được nữa ha chú ha. Cái này con ví dụ thôi ha. Rất là gọn ha. Rồi con chỉnh sẵn cho chú dép chung bát. Còn về chú thích giọng chú thì chú hạ bát tăng chép không sao nha. Cái cột này là cột chép của mít, chung của mít, bát của mít ha. Chú cứ chỉnh lại không sao. Có nhà mà chú mà có mít thu âm nó thì tuyệt vời rồi. Micro này là micro không dây, có nghĩa là mình hát được sao cạc, tất cả các sao cạc và âm ly, lo kẹo gì được hết nha chú nha. Tất cả đều được hết. Tặng cho chú, quà của chú. Và cảm ơn chú rất nhiều đã nhiều năm nay ủng hộ con rất là nhiều sản phẩm và chỉ rất là nhiều khách cho con. Bây giờ con hát một đoạn kiểm tra hai mic cho chú luôn. Tặng nhưng mà phải kiểm tra nha. Tăng nhạc lên. Kiểm tra một đoạn cho chú Dũng, khách hàng cũ lâu năm, ủng hộ rất là nhiều sản phẩm và chỉ rất là nhiều khách cho Khương. Áo vũ cơ hàng Đông Nam Nguy Thứ, sáng tác Huy Thái. Con bóp nhạc tí xíu. Mỗi mi con hát một vài câu ha. Để cái video dài quá con gửi qua chú nhận không hết. Chú ủng hộ con cũng Icon quá rồi. Và đây là sản phẩm tặng cho chú. 5 cái chân kẹp điện thoại và một cặp micro con đang chuẩn bị hát. Tôi ghé cô đơn, không nhà không cửa, cũng không bàn không bè. Áo vũ cơ hàn, người đời tặng cho kẻ lang bạc tha hương. Cuộc đời sương gió, nửa đời gian khó, vẫn là tay trắng tay nay đó mai đây. Đời trai lãng thứ, trời ơi tóc đã hay màu. Ví dụ vậy ha. Kiểm tra mic thứ hai. Micro này có nghĩa là mình về mình sạc không cần thay pin nha chú nha. Không cần thay pin, sạc là hát luôn. Và có kèm theo hai cái chống lăng và cổng cáp sạc. Kể cả tặng cho chú cái dắt chuyển qua để cho chú hát sao cạc K300 luôn nha. Con hát vào một đoạn nữa rồi con tắt video. Tôi nghe cô đơn, không nhà không cửa, cũng không bàn không bè.
Đó, ví dụ như vậy ha, con tặng nhưng mà con dặn kiểm tra chi tiết cho chú, và sáng mai con đóng hàng đi sớm cho chú luôn nha. Một lần nữa cảm ơn chú Dũng rất nhiều đã ủng hộ con rất nhiều sản phẩm, và đợt quà này con tặng quà Tết cho chú, chúc chú luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn chú rất nhiều.